xin chào các bạn chào mừng các bạn đã quay lại channel của mình ở video ngày hôm nay mình chia sẻ cho các bạn ba cái mục đích chính mục đích đầu tiên là hầu như tất cả các bạn mà đang dùng ios thì đều không bật được cái trình duyệt này nhá trình duyệt đát này lên để mà các bạn là liên kết với tất cả các ví khác bên ngoài như các sàn nhá và mục đích thứ hai ấy, là mục đích mà chuẩn bị cho công việc mà cái đồng axo này nó lít sàn thì các bạn là phải chuẩn bị cho mình cái cái đầu tiên ấy là bật được cái trình duyệt này trên iOS nếu bạn nào dùng iPhone à, dùng uh, Android thì không nói gì vì Android nó không có bảo mật nên tự động khi cài nó có trình duyệt này nhá và cái lỗi trình duyệt này không có trên iOS thì hầu như tất cả các bạn đang dùng iPhone đều mắc phải nhá mà rất nhiều các bạn không biết cách để bật nó lên thì mình sẽ hướng dẫn rồi và cái mục đích nữa ấy là các bạn phải chuẩn bị cho mình cái uh, BNB Smart Chain để làm cái phí ga khi các bạn liên kết với cái sàn uh, 3kw này nhá để mà các bạn là à, bán cái đồng quay ấy có vì cái đồng này thì theo cái trang web là mình cờ lem ấy mình làm iDrop thì nó hứa hẹn là 15 tháng 6 này lên sàn thì đấy là cái nó hứa hẹn thôi chứ còn mình thì mình à, phải chờ nó lên thật thì mình mới biết là các bạn nhé nên cái gì cái việc mà web nó đưa ra nó nói như vậy nhưng mà khi nào mình nó lên rồi thì mình lúc đấy mình mới biết được nhưng mình vẫn là chuẩn bị công cụ từ trước là thứ nhất ấy, là công cụ để mà chuẩn bị bán cái đồng này ấy, thì mình phải có phí ga là BNB nên chính vì vậy gần đây mình hay đăng tải mấy clip về cửa lem với đồng BNB này Tất nhiên là mình làm gì mình có sự tính toán là mình từ trước nên là mình cũng đang tích cái đồng này về đây Thì mình nói qua này cái trình duyệt này để mà bật trên iOS thì rất là đơn giản thôi à, các bạn chỉ cần vào cái đường link mình để dưới phần bình luận của video nhá thì các bạn tích vào đường link đấy thì các bạn giải mã captcha thôi xong các bạn là sẽ tích vào đường link khi ra link các bạn tích vào thì nó sẽ yêu cầu các bạn liên kết với cái ví chốt cái nét như này nhá đó sau khi mà các bạn tích vào cái đường link mà mình để dưới phần bình luận video mình có ghim các bạn giải mã qua cái captcha và hệ thống yêu cầu thì nó các bạn là mở cái đường link lên đấy thì nó sẽ yêu cầu các bạn là kết nối ví chốt cái nét thì ra luôn cái mục đát cho các bạn nhá. Đặc biệt là trên iOS thì chắc chắn là nó sẽ nhảy vào trình duyệt mặc định là trình duyệt cd này của nó. Các bạn có thể copy ném vào trôm được hoặc là cứ để cho mặc định vào trình duyệt nó. Các bạn chỉ cần ấn nút mở này thôi. Đó thì nó kết nối luôn các bạn nhìn thấy này nhá. Biểu tượng đây nhá. Còn thật ra thì mới đầu mình cài trên iOS là không hề có cái biểu tượng này đâu. Và cái lỗi này tất cả các bạn mà đang dùng iOS đều mắc phải nhá rồi để chuẩn bị cho cái công cụ mà mình có thể bán không phải là cái đồng axo này nói riêng mà tất cả các đồng Coi mình làm Arop có đấy thì thường ấy là nó hay nít trên cái sàn barowat này thì làm sao để mà liên kết với sàn này ấy, khi mình tích vào này khi mình tích vào liên kết nhé thì bên trên điện thoại các bạn còn làm dễ hơn máy tính nhé trên điện thoại này cực dễ hơn máy tính nó giao diện nó lớn trên điện thoại nó, nó thu hẹp cái bản online nó lên cực dễ nhé đầu tiên thì các bạn sẽ kích ở đây này con lót để mà liên kết với ví của mình. Nhưng mà ở cái biểu tượng này các bạn phải chọn mạng nhé. Mình đang chọn các bạn đang nhìn thấy mình muốn liên kết là với cái địa chỉ là BNB Smart Chain. Thì ở đây có rất nhiều các địa chỉ, ví dụ các bạn mà à, tích vào cái biểu tượng này nó ra là Ethereum thì các bạn liên kết với là cái mạng Ethereum hay là tất cả những cái mạng network thì đều có hết nhé. Thì cái đồng uh, ICO là nó nó liên kết với cái Smart Chain và phí ga nó cũng là đồng BNB Smart Chain thì mình chọn BNB Smart Chain rồi mình uh, kích là liên kết khi các bạn kích vào cái màu xanh này là hỏi liên kết như này là liên kết đó nó ra giao diện này thì uh, mình có thể chọn này đây đây là ví chất với nét này vitamax và tất cả các loại ví mà nó cho liên kết với cái mạng sàn này nhá khi mình chọn đây thì sẽ liên kết với chất với nét của mình nhưng hiện tại cái, cái phí ga mình chưa đủ nên mình chưa liên kết nhé mình cứ để đó thì mình hướng dẫn luôn đây để cho bạn nào mà có đủ cái phí ga các bạn có thể liên kết trước hoặc là đợi khi nào các đồng quay mình đã iRoad nó nít sàn thì bạn liên kết sau nhá rồi đấy là cái mục đích mình đã hướng dẫn các bạn cách mà giáp cái trình duyệt để vào rồi nhá rồi đó là cách mà mình hướng dẫn các bạn giáp cái trình duyệt để vào ví chốt uh, nguyên nét trên hệ hành iOS nhá và cái cách mà để mà các bạn uh, liên kết ở cái uh, sàn uh, patawatt này với cái ví trước mình đã hướng dẫn rồi và cách nữa là mình hay đăng tải mấy clip mà cho các bạn là cửa lem cái đồng bi này ở trên ví pocketpay thì bây giờ mình quay lại ví pocketpay hướng dẫn cho các bạn nhé rồi hi vọng là video này có hữu ích cho nhiều bạn thì đây là giao diện ở ví pocketpay thì mình hay hướng dẫn các bạn là mấy video gần đây mình hướng dẫn các bạn cách mà à, cửa lem cái đồng bi về đây thì cái đồng bi này các bạn hoàn toàn có thể tích ở đây rồi các bạn à, À, chuyển nó về cái ví trước WeNet của mình để à, sau này mình à, có việc gì mình dùng đến chẳng hạn như liên kết các sàn nó yêu cầu thì phí ga đấy nhá. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể chuyển, hoán đổi tiền xu tất cả các đồng quay đây về sang cái đồng BNB à, để mình à, rút về ví chất thì mình cũng có rất nhiều các video mua bán đồ, bán các đồng quay ví Payoketpay rút về tài khoản ngân hàng cũng như là hoán đổi tiền xu. Thì bây giờ nó không ghi là hoán đổi tiền xu nữa mà nó ghi cái tên mới để mình xem các bạn vào ba cái gạch này nhá, để mình xem là nó ghi cái tên mới này. À nó vẫn ghi là hoán đổi tiền xu đi nhá. Các bạn vào chỗ bán buôn đây này, này, nó vẫn ghi là hoán đổi tiền xu. Các bạn click ở đây thôi. Thì đây thì nó cho các bạn hoán đổi tất cả các đồng trên là cái biểu tượng cái đồng mình muốn hoán đổi. Còn ở dưới là cái đồng mình muốn đổi về, ví dụ đây là ITH mình chọn là Binan. Đây, BF20 Binan B. Chẳng hạn mình muốn hoán đổi cái đồng BNB đây mình chỉ ấn max này ví dụ đó mình ấn max này thì nó sẽ được là 0.1 BNB mình có thể mình rút về cái ví chớt là được tức là mình hoán đổi đấy xong thì mình ra kia mình rút về ví chớt thì các bạn phải liên kết địa chỉ, địa chỉ BNB ví chớt với cái ví uh, pocketpay này nhá để làm sao liên kết được thì mình cũng có rất nhiều video để hướng dẫn các bạn rồi video nào mình hướng dẫn các bạn đã muốn liên kết cái địa chỉ mà rút từ đây về thì các bạn vào địa chỉ liên kết này thì đây chính là giao diện để các bạn ép địa chỉ ví nhé các bạn sẽ vào địa chỉ nó các bạn copy địa chỉ ví bnb smart chain vào đây tên nhãn thì các bạn có thể đặt luôn là chết quên nét cho dễ nhớ và cái ký hiệu thì các bạn đặt là bnb smart chain đây đây bnb như thế này rồi các bạn chỉ việc tích liên kết thì ngay lập tức sẽ làm cho các bạn ở dưới này nhá ở đây thì mình liên kết rất nhiều địa chỉ ví ở đây rồi thì cái này thì mình phân tích cũng khá nhiều trong các video khác thì hy vọng là các bạn xem video này sẽ có ích cho các bạn rất nhiều. Thì bạn nào chưa đăng ký kênh, các bạn có thể đăng ký kênh mình để cập nhật các video mới nhất của mình. Còn video này mình sẽ kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các bạn.